Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay trong cái tập này mình xin làm một cái video hướng dẫn anh em cách làm dây, cách ra dây để chuẩn bị cho con tàu khi con tàu chuẩn bị cập vào cảng nhé. Thì khi con tàu chuẩn bị cập vào cảng, công việc của chúng ta phải chuẩn bị manơ là chúng ta làm dây, chúng ta ra dây sẵn để khi con tàu chuẩn bị ép vào cảng là chúng ta có thể thuận tiện trong việc là thả dây xuống cho công nhân trên bờ, người ta có thể kéo con tàu công nhân trên bờ người ta kéo cái dây lên bờ và bắt vào bít làm sao cho nó nhanh nhất và nó đảm bảo an toàn. Thì cái video hôm nay mình xin làm để hướng dẫn anh em các cái bước cũng như các cái thao tác mà chúng ta làm dây như thế nào để cho nó hiệu quả nhé. Thì đây là một trong những công việc bắt buộc kể cả đối với thủy thủ và kể cả đối với các bạn OSD, là chúng ta phải, đây là một trong những công việc mà như cơm bữa, như cơm ăn hàng ngày chúng ta phải làm, không ai hộ ai được cả. Khi các bạn xuống tàu thì cái điều kiện bắt buộc là các bạn phải biết làm dây khi tàu cập cầu và rời cầu. Cho nên nay mình xin làm video hướng dẫn anh em để anh em tìm hiểu trước khi xuống tàu. Anh em học xong anh em tìm hiểu trước khi xuống tàu để chúng ta xuống chúng ta đỡ bỡ ngỡ nhé. Có chăng là chúng ta chỉ bỡ ngỡ là thiết kế của mỗi con tàu nó khác nhau, nên cái cách xếp dây, cách ra dây thì nó có khác nhau một tí, nhưng về cơ bản là mình sẽ làm cho các bạn để đủ để các bạn làm việc nhé. Thì không nói nhiều nữa, mình xin đi vào công việc như sau.
mở nhá. Trước hết thì mình sẽ hướng dẫn bạn ra của đèo. Đây, các bạn xem cho mình như này. Bạn lấy cái đầu này nhá, xem nào. Quay sát này, còn quay sát này không thầy? Đó, các bạn xếp thành lớp. Mục đích xếp như này như nào để tí mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đây, mình sẽ nói. Đấy, các bạn xếp đúng thành lớp cho mình nhá. Như thế này sao? Để khi các bạn ném vỏ ném lên bờ này, các bạn quay, các bạn ném vỏ ném trên bờ, cái dây này nó theo lên đấy, dây này theo lên nó tuột bột ra, không bị vướng, nó không bị vướng nhá. Chứ mà các bạn mà không xếp thì các bạn để lộn như này, đây các bạn để lộn như này chẳng hạn, đó khi các bạn ném thì nó sẽ bị lộn từ dưới lên, nó hay bị vướng dây. Nhiều lúc mà vướng dây nó sẽ ăn, lúc ném nó cả cái ống dây này nó bị vướng, là nó xông nó vướng rối. Tiếp theo tôi xin hướng dẫn các bạn một cách ra dây lên quả ném nữa nhá. Cách ra thứ hai đó là khi chúng ta thu quả ném về thì miệng chúng ta thu vào cái xô luôn, thì đằng sau chúng ta ném là chúng ta cứ phải ném thôi, chúng ta không phải ra như những phương pháp đầu tiên tôi hướng dẫn các bạn nữa. Đây, thu đầu tiên là các bạn để dây là dài đấy nhá, cái dây buộc, cái đầu dây buộc vào đầu dây của cột tàu, các bạn để dài đâu, các bạn để đây, đó các bạn thu vào xô luôn đó. Chúng ta sẽ buộc vào cái dây chủ, dây của tàu. Đây, tôi sẽ kéo ra.
nhớ bạn phải bắt lên đây nhá. Để các bạn buộc, chứ các bạn đừng để cái này buộc. Để trên này buộc là lúc người ta kéo dây, lần kéo qua này là sai nhá. Chúng ta phải luồn dưới này. Đó, chúng ta luồn qua lỗ sô ma. Để lúc người ta kéo là nó tuột luồn luôn. Đó. Đây, và một đầu dây các bạn buộc vào đây. Để tí là công nhân người ta kéo cái dây này lên bờ nhá. Đấy, các bạn buộc vào đầu này. Đấy, tiện đây tôi hướng dẫn các bạn cách buộc luôn. Cách buộc cho dễ khởi, nút buộc dễ khởi nhá. Đây. Các bạn vòng ra một vòng này. Sau đó các bạn quấn quanh này. Quấn hai vòng. Quấn cổ áo hai vòng ra đây. Đó, các bạn luồn đầu dây xuống dưới. Các bạn luồn dưới nhá. Đó, xong các bạn vác vào đây. Vác cái đầu dây đổ vào đây. Để tạo thành một cái khuyết như này. Đó, xong các bạn rút. Các bạn cầm đầu dây, các bạn rút lên. Đó, các bạn cầm đầu dây rút lên đó. Khi công nhân đi bò người ta tháo, người ta chỉ giật phát nào nó ra luôn, tuột luôn. Đó, nha, tôi làm lại cho bạn xem nhé. Cầm dây nó rút, nó giật phát nó ra nhá. Đó, ok, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ném. Cách ném quả ném. Đây, tôi đặt cái cột này đây đó. Đó, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ném quả ném lên bờ cho công nhân người ta kéo lên. Và người ta kéo cái dây buộc tàu lên. Các bạn đứng sau lái, đây, trước khi các bạn ném này, các bạn đừng để dài 2 mét, đừng để này quay, để này quay không có lực, các bạn đừng để quay này không có lực, và các bạn hãy để cho tôi từng mét một, như 1 mét này, các bạn quay này, đó, các bạn xông dần tay ra, xông dần cho cái vòng tròn thì bạn kiếm cái quay ra đó. Đó. Thấy chưa? Đó. Đây, quay lên như vậy. Đó, như vậy dây ném đi hết luôn. Đây, cái góc này nó đi hết luôn. Các bạn đừng để cái dây dài quá 2 mét nhé. Dài quá các bạn quay, khi bạn quay này không có lực các bạn quay được. Nên các bạn cứ xông dần quả ném ra. Đó, các bạn cứ quay, các bạn lới dần ra. Đây, mình làm lại các bạn xem nhé. Đây, không cần để đây quay nhé, quay không quay được. Nhưng để này dài quá, khó quay. Các bạn cứ lới dần cho mình nhé. Đó, xông dần ra này. Bạn tăng tốc dần lên. Khi quả ném ở cái hướng 9 giờ, hướng ngang các bạn không đặt. Đó. Tôi ném vậy cho các bạn xem. Rồi sau khi quả ném được tung lên bờ, quay được tung lên bờ nhá, thì công nhân sẽ kéo dây này. Khi quả ném được tung lên bờ, công nhân sẽ kéo qua. Sau quả ném người ta kéo dây xuống. Để kéo dây buộc tàu xuống để người ta bắt được mic. Đó thì nay video này tôi sẽ kết thúc tại đây. Tôi xin tổng kết lại là có 3 phương pháp quả ném nhé. Xếp dây quả ném. Một là các bạn xếp dây theo đống này, theo hướng lần đầu tôi bảo đấy. Hai là các bạn lúc thu các bạn thu nó vào xô. Để lúc các bạn mang các bạn sử dụng luôn. Ba là các bạn có thể bắt được các thành xếp lần lượt. Để khi quả ném nó trôi nó không bị vướng. Nó không bị vướng dây nhá. Đấy, video này tôi xin kết thúc tại đây. Nếu anh em thấy hay thì nghĩ xin cho tôi một like, đăng ký kênh ủng hộ tôi nhá. Xin chào các bạn. Anh em lưu ý nhá. Khi anh em thả dây xuống, em đừng đứng ở trong vòng dây nhá.
anh em đứng ở trong các vòng dây này đó, đây đứng ở trong vòng dây này, anh em đứng ở trong vòng dây này, khi dây nó tuột xuống là nó sẽ cuốn theo mình đi đấy, đến các vòng huyết này nó sẽ cuốn theo mình luôn, và chúng ta cọc bích xuống sông luôn, xuống biển luôn, rất là nguy hiểm nhá. Anh em lưu ý khi thả dây này, anh em tránh xa các vòng dây đó, đứng tránh xa các vòng dây đó, đừng đứng trong cái vòng dây đó, không là nó sẽ cuốn theo người, nó nguy hiểm nhá. Đã rất nhiều trường hợp mà lúc nằm dây đứng trong vòng này cuốn cả người nó xuống biển đấy, anh em lưu ý cho tôi một điều này nhé.